sóc ha. Thịt bò mình sẽ ăn với là chao, ăn sẽ cái nước sốt bằng chao, mình sẽ làm bằng chao. Nhưng mà cái chao này các bạn, cái chao này nó làm bằng khoai môn đó. Chao này làm bằng khoai môn chứ không phải là bằng đậu hũ nha. Thay vì người ta làm chao bằng đậu hũ, nhưng mà ở nhà mình hết rồi, mình lấy chao này làm khoai môn, mình làm nước sốt nó cũng ngon lắm. Thì là cái món này á, mình làm giả chiến rất là nhanh. Thịt bò thì là mình mua thịt bò tái ăn phở đó các bạn. Thì cái này khoảng gần ký đó, mình mua mình nói người ta sắc lát ra luôn để mình về mình ăn phở. Nhưng đừng có sắc mỏng quá, tại vì có nhiều khi họ sắc mỏng quá nó như tờ giấy nó rách luôn. Thì mình sẽ cuộn với là nấm, nấm hay là cuộn với là cái gì cũng được. Đại khái là mình sẽ cuộn một ít nấm. Thì ở đây mình ở nhà mình có sẵn là cái nấm gà. Cái nấm này kêu bằng nấm chân gà hả? Không biết nấm đùi gà hả? Chứ mình không có nấm kim châm. Thiệt ra thịt bò mình cuộn nấm kim châm ngon nhưng mà ở nhà mình không có. Thì đây thì món chính của nó là thịt bò. Trái ớt nè cả nhà. Đó, mình nướng cho nó sầu lại như vậy nè, xong rồi mình lột cái da nó ra. Take skin out, take skin out. Lột cái da nó ra để lát nữa mình xay á, rồi mình nướng nữa cho nó mềm.
nhưng mà nó nóng lột nhanh lắm, nhưng mà nó nóng nó hổng tay lột cái da thôi. Thật ra mình làm một hũ đầy vậy mình để dành mình ăn từ từ cũng ngon lắm, nhưng mà có cái tủ lạnh nhà mình nhỏ quá, làm tới đâu ăn tới đó. Chứ thật ra mình ba chồng mình nó cũng làm hoặc là ổng làm thủ bự luôn, để dành ăn thì để dành được khoảng trong tủ lạnh thì khoảng tuần lễ nó không có hư. Đó nữa mình lột mình xay xong mình còn nấu nữa cho nên nó không có hư. Thì trong nếu mà các bạn muốn ăn tỏi nữa thì các bạn cứ bỏ tỏi nha. Tỏi mình bỏ mình nướng luôn, mình xay vô luôn cũng được. Nhưng mà tại vì trong cái chao này á, trong cái ớt tương á là nó có tỏi sẵn rồi, cho nên mình không muốn làm tỏi nữa, làm cái ớt này thôi. Sẽ dưa chiếc skin it out. Sẽ dưa barbecue them. I think I baked him. I baked and I take skin out. Okay. Look like tomato. Or you can boil and you take skin out, it's fine. But if you boil it too much water. Nếu mình nướng thì nó chín ra, nó không có ấy. Mình nướng thì mình làm nó đẹp hơn. Nãy mình nướng mình lột vỏ, lột da ra đó thì nó đã chín rồi. Mình bỏ vô đây với là mình bỏ thêm 4 viên chao nha. Tại vì mình làm 4 người ăn, mình bỏ 4 viên chao với là một muỗng dầu mè rồi hai muỗng canh ớt tương. Rồi mình xay cho nó nhuyễn ha. Rồi xong mình xay cho nó nhuyễn rồi bây giờ mình lấy ra mình sẽ nấu lại nữa. So I use look like what the one pickle bell, the red one I bake and I just skin it out. I put inside here and I use 4 teaspoon for this one, the binker, but this one for taro, okay, not binker. So I use 4 and 1 tablespoon the season. The oil, the hot one, but you can use the regular one. Okay, so I use look at 2 tablespoon the chili hot sauce. Now take it out. So I brought it and now take it out. So 30 seconds to come down. Now take it out. Xong rồi cái này á mình không có bỏ tỏi, nhưng mà nếu các bạn muốn các bạn có bỏ tỏi nha. Ok giờ xong rồi, giờ mình đổ ra cái chén này các bạn, đổ ra chén ăn. So I turn off, cook ready. Ok, see, only 1 minute. Mình sẽ đổ ra cái chén để mình tới đó mình ăn.
mình chấm vô, mình cuốn salad đó này, ăn cái chao này mình ăn còn ngon hơn là ớt tương của Đại Hàn đó cả nhà. Tại vì cái chao này nó làm bằng khoai môn béo lắm. Khoai môn mà trong đó nó có đậu nó có tương hột á, khi mình xay ra nó cũng bay đường chao. Nó béo mà nó ngon lắm, cả nhà mình làm thử đi. Tại vì có nhiều khi á mình làm chao á thì là ở bạn mình nói là chao muối nhiều quá, mình ăn đâm ra muối nhiều quá thì mình nghĩ thôi nhà mình có cái hũ này mình làm. Wow, quá đã, cái này là đã của người ăn. Ok.